chương trình Đường lên đỉnh Olympia, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, nhằm đánh giá về kiến thức, sự hiểu biết sâu rộng, sự nhân ngày, tư duy logic, khả năng đổi mặt về áp lực thời gian và không khí trên sân khấu để chọn được các học sinh xuất sắc nhất. Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, trường trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đã tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và chọn ra được 10 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi lần thứ hai. Và từ 10 thí sinh trong cuộc thi ngày hôm nay, ban tổ chức sẽ chọn lại 4 thí sinh làm cơ sở đăng ký dự thi Olympia năm 2018. Vì vậy xin chúc cho tất cả các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay bình tĩnh, tự tin để chinh phục các thử thách của chương trình, để đi đến được với cơ hội vào những vòng nguyệt quế của chương trình lên đỉnh Olympia. Thưa quý vị đại biểu, đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ban giám khảo bao gồm 4 thành viên. 1. Đồng chí Đương Đình Hùng, bí thư đoàn trường, trưởng ban. Đồng chí Lê Anh Vũ, ban viên. Đồng chí Nguyễn Văn Tường, ban viên. Đồng chí Phan Thị Xuân Hiền, thư ký. Và chương trình ngày hôm nay cũng vinh dự được chào đón sự có mặt của ban cố vấn với 7 thành viên. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Lương Thị Cảnh Giang, cố vấn bộ môn toán. Xin giới thiệu thầy Tư Sĩ Trương, cố vấn bộ môn hóa. Xin giới thiệu cô giáo Lê Thị Kiều Anh, cố vấn bộ môn tiếng Anh. Xin giới thiệu cô giáo Trần Thị Thúy, cố vấn bộ môn sinh. Xin trân trọng giới thiệu cô giáo Thái Thị Lợi, cố vấn bộ môn lịch sử. Và cố Phan Thị Lê, cố vấn bộ môn địa. Và tập thể các giáo viên, học sinh đã có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Đại biểu, thầy cô giáo và các bạn thân luôn nữa. Ngay bây giờ xin hãy nồng nhiệt chào đón 10 nhà gây rủi của chúng ta ngày hôm nay. Bạn Đi Vật Xuân Phương, Chi đoàn 10 toán. Bạn Trần Vĩnh Đức, Chi đoàn 10 lý. Bạn Nguyễn Thùy Dương, Chi đoàn 10 anh. Bạn Ngô Lê Quốc Dùng, Chi đoàn 11 toán. Bạn Nguyễn Văn Dùng, Chi đoàn 11 lý. Bạn Trần Đình Kiến Giang, Chi đoàn 11 lý. Bạn Lê Bảo Phú, Chi đoàn 11 hóa. Bạn Nguyễn Đình Giang, Chi đoàn 11 anh. Bạn Đăng Phước Sang, Chi đoàn 11 anh. Và cuối cùng là bạn Nguyễn Xuân Huy, Chi đoàn 11 địa. Và hôm nay, chương trình cũng có đội tình nguyện viên nhằm hỗ trợ ban giám khảo cùng với các thí sinh trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thi đầu tiên của chương trình Olympia, đó là phần thi khởi động. Ở phần thi khởi động, các thí sinh phải trả lời 12 câu hỏi nhanh trong vòng 1 phút. Số điểm tối đa cho phần thi này là 105 điểm. Khởi động tổ sẽ là lời thể lớn cho các bạn tiếp tục những thử thách tiếp theo của chương trình. Xin chúc các bạn thành công và may mắn. Và sau đây, xin mời bạn thí sinh đầu tiên đến tham gia phần khởi động. Xin mời bạn Nguyễn Phương Huy, từ chỉ đoạn về một địa. Xin mời bạn đứng lên vị trí. Xin chào em Nguyễn Phương Huy, đến từ chỉ đoạn về một địa. Bây giờ em có thể giới thiệu một đôi nét về bản thân cho mọi người cùng biết được không ạ? Xin chào MC, xin chào các thí sinh đại đội, ban giám khảo, ban cố vấn và cả khán giả trong mặt của trường văn máy. Xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Phương Huy, đến từ đường đi một kia. Thứ nhất, em đã đọc sách, em rất vui và tự hào khi có mặt ở vòng hai cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, trung tâm phổ thông kỹ thuật Vĩnh Giáp. Vâng, em là thí sinh đầu tiên lên thi ở phần thi khởi động và cũng là người mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Vâng, bạn Phương Huy ạ. Ở đây thì tôi nhận thấy là bạn Phương Huy rất là luôn xinh đẹp. Quý vị hãy cho bạn Phương Huy một tràng vỗ tay nào. Vâng, bây giờ bạn đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa? Được rồi. Phần thi khởi động của bạn Phương Huy. Chào mừng bạn đến với phần thi khởi động.
Bốn lên trên cọ của mặt Việt Nam hay con vịt đâu? Chính xác. Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ đo nó quốc tế là gì? Tên Vinh. Chính xác. Nguyên tổ bóng nó quyền ra không bỏ đại đất. Được không? Thưa Thầy Sơn, ai được xứng ra tại Đức Hoàng Đế? Nguyên Nha. Chính xác. Cao Nguyên Na đồng chí là cô công nhận là khu chịu được sinh tuyển thì giải đấu tại Tây Nguyên. Lâm Viên. Chính xác. Ngày mai chiều đập lớn nối lên hai phủ núi để sẽ năm người cho Cao Nguyên Thủy Nguyên Pháp Vinh. Chính xác. Cậu một nhóm học sinh 3463 đang đọc bóng và nói tiền đề 2345 khỏi nhóm thái là thứ ba còn tầm nhau học sinh. Còn quá? 30. Cái gì là sao nhanh chạy theo ả tại Việt Nam trong hội trận năm 2017 là ai? Tiếp đi. Tóc tiên. Thầy của Na là thủ đô sẽ chỉ giải quyết lệnh qua thay ạ. Chính xác. Công tâm hoa lửa và công tâm hoa nhỏ đều phải hỏa tư. Tim. Chính xác. The Golden Lotus is a bride of Vietnam in Whitfield. Còn quá? Movie or cinema. Đây là biệt thự của phòng cao nào? Cầm vật trong linh được của quốc tế. Chính xác. Xin chào bạn, mấy bạn giới thiệu sơ qua với bạn thân Linh. Em chào anh. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Bình Đức, em học lớp 10 lý. Sở thích của em thì em thích là em thích nhiều cái. Em thích thể thao, đặc biệt là bóng đá. Và cùng như anh Huy thì em cảm thấy rất vui khi được có mặt ở trong buổi chiều hôm nay ở tại đây với vị trí của một người thí sinh tham gia dự thi. Và hôm nay tới đấy thì em đặt ra mục tiêu gì cho bản thân mình? Dạ, em nghĩ không chỉ riêng em mà cả mấy thí sinh đến với vòng hai này đều có một mục tiêu, đó là qua được tổ 4 của chương trình. Vậy em đã sẵn sàng cho phân thi khởi động chưa? Dạ, em sẵn sàng rồi. Nữ cầu thủ nam nhận được giải quả bóng vàng Việt Nam 2017. Kiều Kiều Trinh. Chính xác. Trong câu lạc bộ đi trận cho ta được lời bảy lần về lượt. Không có. Chính xác. Trong cầu thủ Nguyễn Tường phát lập tên từ tuổi đa bao nhiêu electron? 3. 6. Trần Quang Tuấn luôn đánh dấu sự thất bại của quân đội. Vi. Chính xác. Trong lúc nào được đặt theo tên của nhà thả mỉa. Đồng minh Đồng minh. Chính xác. Địa danh nào trong công thơ của Huỳnh Văn Nghệ từ đồ mang lên cửa gọi? Thăng Long. Một đa giảm đều có tổng số đo cả góc ngoài một góc trong bằng 450 độ, đa giảm đó có mấy cây? Vào 3. 4. Bộ phim nào đạt giải bóng sen vàng hạng mục phim truyền hình? Em chưa biết đã. Chính xác. Ai là người Việt Nam đầu tiên đặt tên lên trong năm cực? Vào 3. Pháp Thị Vĩnh Hồng. Nhất nằm trong cơ thể người là trong đất tay dưỡng. Sương tay. Sương mắt ạ. What is your vision bet when you multiply 7 by 7? 40. 49. Đây là những hình ảnh về loại hình. Đúng, đúng. Chính xác. Vâng, kết thúc phần thi khởi động, bạn Bình Đức đã giành được số điểm 60. Xin chúc mừng bạn. Con Dũng, 11 lý. Xin mời em hãy giới thiệu đôi đẹp về bản thân cho mọi người. Em chào MC và ban giám khảo, chào tất cả mọi người trong buổi trưa nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đăng Dũng, đến từ chỉ đoàn 11 lý. Em rất vui khi được tham gia chương trình Thế giới đỉnh Olympia của trường ta và có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Mục tiêu của em thì cũng như và mình biết là nói đó là lọt chân là tổ bốn và quyết tâm tham dự chương trình Olympia được phát sóng trên Thế giới đỉnh. Vâng, và chúc em bình tĩnh tự tin để đạt được mục tiêu của mình. Bây giờ em đã sẵn sàng các phần thi khởi động chưa? Vâng, em sẵn sàng. Chúng ta hãy đến với phần thi khởi động của bạn Hoàng Dũng. Phần thi khởi động của bạn Hiếu Hoàng Dũng. Vận động viên kia vừa theo sát số 1, thể thao Việt Nam đang nói không phải là Lê Văn Công. Khả năng lâm xuyên qua tổng nhưng phải có một thi hình chất sống 2 hạng quảnh sáng. Sống Hạc. Nhưng chất quả nhóm mô hạt cả được tiến đến phong tên gọi là gì? Bên trên. Phê nôn. Ai là thủ lĩnh nội quân chính vô quan trọng nhất trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Bà Nguyễn Chích. Thanh Lăng kinh tế đông tây như quan hợp ta thông báo vào vùng nào? Bà
Tôi không đã bảo. Con nào làm 5 đến 5 câu, thương những ai, rơi xuống đất, thương những ai, bạn bắt lên vai. Chính xác. Một công nhân tiền 30 đeo trong 45 phút, phải trong 3 phút, người đã tiền bao nhiêu đi nhau? Hai người. Chính xác. Cái đấy đâu hình người, kiểu mặt núi, người tham. Đồng hợp mình là những bảo con công nhân được lấy 5 hộp tem phát hành năm 2018 được thuận lý văn hóa nào? Mê Linh. Văn hóa Đông Sơn. Năm 2018 được nắp, được nắp kỷ niệm bao nhiêu năm cuộc tổng tiền công nổi dậy xuân mộc thân không? 50 năm. Năm, chính xác. Phá cải của cái phi lao thuộc phần nhân hiện tượng từ nhà nào? Ở đó. In which city is the UNESCO's headquarters located? Vâng, rất thiệt là bạn đã không bảo thời gian cho câu hỏi của mình. Kết thúc phần thi, bạn Hoàng Dũng đã đạt được 40 điểm. Xin chúc mừng em và hoàn thành phần thi của mình. Là bạn Lê Bảo Phú đến từ Đại học Đông Hóa. Xin mời em. Xin mời em giới thiệu sơ qua với bạn thân mình. Xin mời em xin mời quý vị khán giả. Em là Lê Bảo Phú đến từ Đại học Đông Hóa. Em nói thì cũng như các bạn bảo thi, tổng thống của em được nắm vào tổng thống của cuộc thi. Để tham dự vào những công ty anh sống ở đây như thế nào. Và ngày lúc này đấy thì được đứng lên sân khấu của chương trình thì em có cảm xúc như thế nào? Thực sự thì em rất là sợ. Và em có hết sức để trả lời câu hỏi. Mặc dù em sợ nhưng anh nhá sẽ giúp em bình tĩnh, tự tin và đạt được rồi. Và là bài tuổi 12 phần 2 có khởi động. Vậy em đã sẵn sàng chưa? Em rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Bảo Phú. Phần thi khởi động của bạn bắt đầu. Cả quốc gia thuộc liên đoàn Đông Nam Á. Việt Nam. Trong chuyển động của vệ tinh nhân tạo xung quanh trái đất, lực nào đóng vai trò là điểm tâm? Lực phát triển. Phản ứng nào tạo ra phân tử polymer từ các monomer đồng thời tạo ra nhiều phân tử nhỏ đơn giản như hạt hay bôi hay phản ứng trung ương. Dựa theo nhãn đơn hai thông thạo ngoại ngữ và tiếng dân tộc là thế tập tục uống rượu bằng mùi để thu phục chúa đàn đại giang. Con sông ngoài địa dài nhất Việt Nam đứng thứ hai Nam Bộ về diện tích lưu vực. Cửu Long. Sông Long Nai. Trong thời Lưu Bộ, con sông thường rằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng mới về rất sâu là con sông nào? Sông Thu Bôn. Sông Hương. Tìm tổng tất cả các số mét và giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2018. Bảo ạ. Không. Bộ phim nào hiện được đưa danh sách phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam? Tôi thấy họ hay có say. Em chưa, em chưa biết đó. Bộ phim nào là quần sản trên đất Phan Hùng đầu tiên của các khu vực Đông Nam Á? Tạc Phương. Luôn bóng dao của mình thường. Trong cơ thể người tế bào nào dài nhất? Cơ. Tế bào thần kinh. What do you call the shape with this sign? Lục phố. Hexagon. Cái cầu huyền tổng có thành phố Hồ Chí Minh có tên là gì? Rất tiếc em phải hết thời gian cho câu hỏi của cùng. Vâng, và vâng, và xin chúc mừng bạn, xin chúc bạn tự tin bình tĩnh hơn để cố gắng hơn những phần đi tiếp. Tham gia phần thi khởi động, xin mời bạn Trần Minh Kiến Giang đến từ Quảng Ngãi. Em xin chào anh chị, em xin chào cảm thấy cô giáo luôn, ban giám khảo, ban giám khảo. Chào tất cả mọi người và mọi người. Em xin giới thiệu là Trần Minh Kiến Giang đến từ Kỳ Long về một lĩnh vực sở thích của em là đọc sách, tại vì là vâng, và ngay lúc này khi đứng trên sân khấu thì em muốn nói gì với chị ba con trên cùng này với em ngày hôm nay ạ? Vâng, mà bạn chúc Trần Thị Kiến Giang một chúc tất cả các bạn thi tốt. Và cô cũng chúc Trần Thị Kiến Giang là sẽ bình tĩnh tự tin để vượt qua 12 câu hỏi nhanh phần thi khởi động. Bây giờ em đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa nào? Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Trần Thị Kiến Giang. Huấn luyện viên đây là sân huấn luyện viên tiêu biểu Việt Nam thứ ba, không biết bạn là ai? Bạn Hằng Xeo. Mai Đức Chung. Khi tăng nhiệt độ thì hiện tượng hỏa xạ xảy ra như thế nào? Không phụ thuộc. Khi nguyên tử nhiễm hai nhà này là bóng thì tạo thành? Yêu. Hai lần thủ tiến lai vang của người có liên tiếp năm vua. Và người đầu tiên lễ của tay được xem là vị vua bản nhất vì đục nhất trong lịch sử Việt, đó là ai? Lê Tân Tông. Tỉnh Nam Lê Hơ hội cục ba con sông, sông Đa, sông Hồng, sông Lô. Đó là ai? Phú Thọ. Vở kịch Giải Phóng Rộng năm 1921 của ông được coi là tác phẩm khai phá nghệ thuật sân khấu Việt Nam là ai? Phù Đình Long. Một tác giả có bao góc tỷ lệ với 1:2:3. 90. 30. Bài hát mùa xuân đầu tiên của nhạc sĩ Văn Cao đấy, sáng tác vào năm nào? 1975. 1976.
truyền thống của ngày học sinh sinh viên Việt Nam gắn với sự kiện người thầy nên nào đang ngã xuống 29/1/1950 trong cuộc biểu tình lớn học sinh sinh viên Sài Gòn. Tôi anh cầm. Trần Văn Hơn. Từ 1 đến 3 sinh đúng, 3 giảm phát tạo thêm bao nhiêu đứng 3, bao nhiêu thể định hướng? 1, 3. How many minus are there in 1 hour? Chính xác. Cổng cao và Daniel Burke là biểu tượng của thành phố nào? Berlin là đảm bảo một câu hỏi của cô có thể bạn không được không? Và kết thúc phần thi này đoàn bạn đang đi Việt Nam là 10 điểm. Mong em hãy cố gắng nỗ lực tiếp theo. Đó là thí sinh Đặng Phước Sơn đến từ chi đoàn 11 anh. Xin mời anh. Xin chào em, mời em giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Dạ, lần đầu tiên cho em xin kính chào toàn bộ và cùng tất cả mọi người có mặt trong buổi trường tại hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Phước Sơn, học sinh của sĩ đoàn 11 anh. Thì em đã làm nhiều và thường làm khi được có mặt trên buổi trường ngày hôm nay để chọn ra tổng bộ dự thi đường lên Olympia năm 2018. Thì em đến đây với mục đích là có sẵn học hỏi là chính đấy. Và hiện nay thì em cũng khá thoải mái, mặc dù em cũng hơi sợ vì và câu hỏi của các bạn khó hơn em tưởng như em mong có thể trả lời của hai câu hỏi. Và chúc em bình tĩnh tự tin để trả lời tổng của hai câu hỏi của phần thi khởi động. Bây giờ em đã sẵn sàng để đối phần thi khởi động chưa? Dạ rồi. Vâng, phần thi khởi động của bạn bắt đầu. Chính xác. Người ta sử dụng tải không hàng của dòng điện trong phép điện tử ở các xe có trọng tải lớn. Sao yêu? Phú cô. Dung dịch vật thiếu khoảng 37% hạ CO2 được gọi là. Không ngon. Tỉnh Hoài Đức, Lê Quang Bình và Ngô Nhân Tỉnh được gọi là gia đình Hoàng Gia Tin. Bỏ đơn toàn. Bình Ba, Bình Hương, Bình Tiên, Bình Lộc là tên của hoàn hảo. Bỏ quá. Em đang Khánh Hòa. Bộ sách tuyên truyền của gồm 3 tác phẩm trình trường đại học của tôi. Nghe không? Maxim Công Y. Kim chỉ nhận có chiều dài và chiều rộng tỷ lệ với 31 và chu vi mặt bằng 16m và diện tích kim chỉ nhận là 12m². Nhạc sĩ nào được biết tặng giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 đội chủ nhà cách mạng? Phần gì? Tỉnh nào đăng cai năm du lịch quốc gia năm 2018? Quảng Ninh. Trong cửa non có 3 dịch tiêu hóa, dịch mật, dịch ruột và dịch tùy. Chính xác. A person who doesn't eat meat. Vegetarian. Chính xác. Ai được gọi là bảo đen làm mẫu? Bỏ quá. Lao bí camel. Bạn đã giành được số điểm là 50 điểm. À xin lỗi, 30 điểm. Thầy Huy Dương đến từ lớp 10 anh. Em xin kính chào tất cả các thầy cô và các bạn đã có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Huy Dương và em đến từ chi đoàn 10 anh. Cùng như 6 bạn trước thì em cũng rất vui và vinh dự khi có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Sở thích của em ngoài ăn cơm phụ đá thì em rất thích có đường lên tình người Việt. Vâng, và em là thí sinh nữ, bạn nữ duy nhất trong 10 thí sinh của cuộc thi ngày hôm nay. Em có cảm xúc và suy nghĩ gì không ạ? Chắc là em thấy rất là tự hào và vui. Vâng, và xin quý vị hãy cho bạn nữ duy nhất, nhà leo của nữ duy nhất của chúng ta hôm nay một tràng pháo tay và một câu cổ vũ. Em đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa nào? Ngay bây giờ là phần thi khởi động của bạn Huy Dương. Có bao nhiêu cô nam tham dự ai cũng phát 18? Dạ, 10. Lớp 4 nữa đấy, lên bài vào được gọi là gì? Chính xác. Đâu nhảy thì hỏng kim loại, tức là lấy đỉnh ba, thì nhớ sẽ hỏng kim loại hơn như thế nào? Chính xác. Đây là năm đấy. Quyền Thanh. Thì đầu tiên là bắt đầu mùa bảng, thế thuộc thua. Quảng Ninh. Thanh Hóa. Thứ năm con thử trong bóng thư của Nguyễn Bính là cả một mùa xuân. Mùa xuân. Có bao nhiêu chữ số tự nhiên, có 2 chữ số, 3 chữ số, hàng chục, 3 chữ số, đơn vị. 9. Chính xác. Họ phân lọc cây đa của thua ngọt gọi. Bỏ quá. Xuất phải. Ai là đại tướng công an nhân dân đầu tiên của Việt Nam? Mai Chỉ Thọ. Rồi Việt Nam được đặt quyền gọi là chữ cai sống cai đất trước khi con người đất lâu và con cai đất mà nào? Dung đất. Vậy đủ
Go to see a movie in your public place. Cinema. Chào biên bản nào. Biên bản ý ạ. Chính xác. Kia đây là mình bắt. Câu của bạn là tôi dành cho chuẩn bị mình có hỏi cuối cùng. Kết thúc phần thi của mình, bạn Tuy Diêu đã giành được 40 điểm. Xin chúc mừng bạn. Chuẩn bị ạ. Kia đảo bản kia đây là bắt đúng này. Kia đảo bản kia đối thủ. Thí sinh tiếp theo đến với chúng ta trong phần thi khởi động là bạn Nguyễn Khánh Lãm đến từ 11 anh. Vậy thì chắc là ở trên khuôn mặt của vị tỉnh bắt đầu tiên nhưng trong lâu thì chắc đã phóng thể. Dạ, và em đang mong muốn có thể nhận một tràng vào tay để làm nhạc. Vậy em đã sẵn sàng cho phân thi khởi động của mình chưa? Em đã sẵn sàng. Và bây giờ là phân thi khởi động của bạn. Trận chung kết UEFA Champions League mùa bóng 2017-2018. Ukraine. Phần vỏ sáng ở bên mặt trời mà chúng ta có thể chứng kiến nhìn thấy trên trái đất gọi là gì? Không ạ. Quả cầu. Tôi đi bé hỏa acetylene về xuất tán carbon và nhiệt độ 600 độ C cho ba sản phẩm gì? Bé dê. Ngày 4/4/1949, tổ chức quốc sở Nga có trụ sở tại Brussels, Bỉ được thành lập. Không ạ. NATO. Trong bằng được có chung đường biên giới đến đất liền với Việt Nam, thì nước nào có đường biên giới chung với Việt Nam dài nhất? Nào. Chính xác. Câu thơ ghế tên của tỏ sổ sàng nói đến hành động của một công viên mà giảm sinh hay sở ganh? Mà giảm sinh. Số 2017 mùa 2018 có tân cung là chữ số nào? Vâng vâng. Chính. Bài hạt chính thức của đoàn thanh nước cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì? Chính xác. Lý do đang được chọn trở thành thủ đô văn hóa châu Âu 2018 đó là thành phố đất nước nào? Hà Lan. Loài sinh vật nào được xem là dạng không gian là thực vật và động vật? Trung đoàn sinh. Vâng, rất tiếc bạn đã không kịp thời gian cho hai câu hỏi của cùng. Và kết thúc phần thi khởi động của mình, bạn Minh Lãm đã giành được số điểm 20 điểm. Xin chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Thí sinh tiếp theo đến với phần thi khởi động của chúng ta ngày hôm nay, một toán, xin mời em. Vâng, xin kính chào toàn thể hội trường, kính chào các thầy cô giáo và ban của vận cung với anh và cô. Em là Nguyễn Lê Quốc Dũng, thành viên của chỉ đoàn 11 toán. Và hôm nay đến đây được đứng trước mọi người ở trên sân khấu này thì em thực sự cảm thấy rất vinh dự. Và qua việc theo dõi các phân thi của các thí sinh trước thì thực sự em cảm thấy rất khâm phục. Và cũng như mong rằng mình cũng sẽ có được sự dũng cảm và tự tin như các bạn ấy. Vâng, và xin chúc em dũng cảm và tự tin để vượt nhanh chóng vượt qua phần thi khởi động một cách xuất sắc. Bây giờ em đã sẵn sàng cho phần thi khởi động chưa? Dạ rồi. Vâng, ngay bây giờ chúng ta hãy đến với phần thi khởi động của bạn Ngô Lê Quốc Dũng. Phần thi khởi động của bạn bắt đầu. Đây là thể thao bay mình châu Á không là cơ chứ có cái nào? Ấn Độ. Là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp của trong điện xoay chiều. Điện áp. Chính xác. Còn ra thải đạn thôi ở kim loại được kỹ tính theo đó là dòng gì? Lục phương tân diện đầu ba khối ba. Lục phương. Trần Thủy Diện là nhất nhiều quốc tế sớm ra con người anh chị ra ở đâu? Trần Thị Nai. Quốc gia nào đang ở đầu dân được coi là tàu quốc khi chọn đề? Bảo ba. Sri Lanka. Có sông nào là môn tổng để nhắc thơ tiếng để nhắc bài thơ để có sông quê hương? Bảo ba. Thu Bồ. Một từ giặc có thể đổi ra bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc tu hoặc bao nhiêu góc vuông? 3, 1, 1 3, 3, 4. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hoa là người đầu tiên được cao thu vào với vai chủ Phật Chèo. Hiện tại ai là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Lê Quốc Phong. Một cái góc tu thực hiện quá trình sao mà liên tiếp đất 5. What is the opposite of not? Sao? Chính xác. Người Việt Nam đầu tiên tham dự ba cuộc thi hoa thế giới hoa hoan vũ hoa hoa binh. Vâng, và Nguyễn Thị Loan là câu trả lời cho câu hỏi của cô.
và kết thúc phần thi của mình, bạn Ngô Lê Quốc Dũng đã giành được 20 điểm. Chúc mừng em đã hoàn thành phần thi của mình. Vâng, và thí sinh cuối cùng sẽ đến với phần thi khởi động của chương trình ngày hôm nay. Xin mời bạn Đinh Đoàn Xuân Hương, Di đoàn 10 toán. Xin chào MC, các thầy cô giáo và bạn đang ở trong hội trường. Mình tên là Đinh Đoàn Xuân Hương, ở Di đoàn 10 toán và địa chỉ cụ thể là 10 điểm. Và để với cuộc thi ngày hôm nay thì mục tiêu của em đặt ra cho bản thân mình là gì ạ? Em nghĩ là mọi người trong này thì đều có hướng mở là đối phát của chúng và được ký chương trình của Liên minh Olympia tại trong phát em. Vâng, bạn Đinh Đoàn Xuân Phương hiện nay đang rất là run. Xin cả bạn hãy cho bạn Đinh Đoàn Xuân Phương một tràng tay. Em đã sẵn sàng đến với phần thi khởi động của mình chưa? Vâng, chúc em bình tĩnh tự tin để hoàn thành tốt phần thi khởi động. Thế vận hội Olympic mùa đông 2018 Hàn Quốc. Hiện tượng vật lý xảy ra khi nguồn điện lực nối với bên ngoài và đại không đáng chính xác. Nguyên tổ hoa nào của số electron trong lực ngoài cung một? Chính xác. Phiên phi đồng tuyến người phụ nữ và nhan sắc của phi thần của Tinh Sơn. Sông Mekong trải qua bao nhiêu nửa sáu năm? Là nhà văn Việt Nam về nhiều tác phẩm về lãnh thổ Hồ Chí Minh, trong đó nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Nhân Sinh. Sơn Tùng. Hai số nguyên tổ anh em nhỏ nhất. Năm bảy. Ba và năm. Phong trào nào được nhắc đến trong bài thảm trạng đường biển Tre của Việt Nam? Chính xác. Đài tiếp văn thứ hai và là đài tiếp văn lớn nhất tại Việt Nam được xây dựng tại khu công nghệ cao và lập thuộc thành phố nào? Bình Dương. Nha Trang. Còn người số lần nhiễm sắc thể trong đại dương? Chính xác. What is the most common color hair in the world? Black. Chính xác. Món ăn nào ở tỉnh Quảng Bình là top 100 món ăn ẩm thực đặc sản tiêu biểu của Việt Nam giai đoạn 2011-2016? Cái chuối. Lộc Hà Phai. Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện theo trình tự như phần thi khởi động, các bạn sẽ bước lên sân khấu để thực hiện phần thi tuyển vượt kiểu hành phần của mình. Thí sinh đầu tiên, xin mời bạn Xuân Huy. Chào mừng bạn đến với phần thi vượt chướng ngại vật. Rồi. Chướng ngại vật của chúng ta ngày hôm nay gồm có 4 chữ cái, gồm có 4 từ hàng ngang. Mời bạn chọn từ hàng ngang. Từ hàng ngang số 2. Từ hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2, số 2 gồm có 9 chữ cái. Thuật ngữ nào mô tả những hoạt động liên quan đến máy bay, máy móc và khí cụ bay? Mời các thí sinh còn lại trả lời vào giấy. Câu trả lời của em là lời của em là hàng không. Vâng, câu trả lời của bạn Xuân Huy là hàng không. Đáp án hoàn toàn chính xác. Xin mời em hãy chọn bộ hàng ngang số 2. Hàng ngang số 3. Là một câu hàng ngang gồm 5 chữ cái với câu hỏi: các loại đất đá chứa khoáng chất như kim loại hoặc đá quý được khai thác từ mỏ và chế biến để sử dụng được gọi là gì? Câu trả lời của em. Bạn Nguyễn Phương Huy không có câu trả lời, mời em chọn thứ hạng tiếp theo. Chọn thứ hạng số 4. Thứ hạng số 4 gồm có 9 chữ cái. Chiến dịch nào có mệnh danh 275 là chiến dịch mở đầu cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975? Thank you.
nhỉ? Không có. Bạn Nguyễn Phương Huy không có câu trả lời. Mời em chọn từ hàng ngang cuối cùng. Từ hàng ngang số 1. Gồm có hai ký tự. Số nào còn thiếu trong câu ca dao? Trong lên tạm vờ ngồi rồi nu nóng nu na đỡ buồn, mười tám vờ đã lớn khôn, nu na nu nóng trong con. Viết bằng số. Liệu các bạn khán giả nào có thể trả lời được chiều này vật gồm có 4 chữ cái? Mời nhìn cái tay. Và xin mời. Mời cho chúng tôi bác chữ hàng ngang tiếp theo. 13 Quảng và Tây Nguyên. Các bạn khán giả nào có câu trả lời không ạ? Xin mời cảnh đây, quay em mặc áo đen. Xin mời em lên đây. Em thấy câu trả lời của em là nhiều. Một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và để chiều sớm vào với bản thân em. Hôm nay tới đấy thì em cổ vũ cho ai? À, em cổ vũ cho tất cả các người thí sinh và đặc biệt là bà Thúy Phan Sơn Phương lớp 10 toán. Anh xin cảm ơn. Và một phần quà đây cho bạn. Vâng, bạn đã nhìn chi bạn mời toán để chúng cùng đã giải chiều ngày vật đầu tiên của chương trình. Xin mời thí sinh thứ hai bước lên vị trí để phần thi chiều ngày vật được tiếp.